Vâng, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Nhất Vlog. Thì thưa các bạn, chúng ta đang cần một cái máy gọi là render, một cái máy coi là xử lý và đồ họa coi như là mạnh mẽ. Một cái máy được coi là dòng chip về như là chip HQ và Gen 7 ha. Và trên đây là chúng ta nhìn thấy là một dòng máy chạm Workstation. Và hôm nay mình đang review dòng máy này để chúng ta sẽ cùng xem. Dòng máy này đây là Dell Precision. Và đây là phiên bản, đây là chúng ta nhìn thấy là 7520. Thưa các bạn, xét về tổng thể về máy, chúng ta nhìn thấy là về máy, nếu như mà chúng ta nhìn thấy nhược điểm của nó trước đi ha, là cái là nặng này, nó có vẻ hơi nặng xíu. Nhưng mà xét về cấu hình, được coi là cấu hình siêu khủng luôn các bạn, cấu hình quá khủng luôn. Đó đến chính là cấu hình là i7-7920HQ. Đây, thưa các bạn, i7-7920HQ ha. Và RAM là 16GB, có thể gắn được tối đa được trên đây là lên tới là 64GB. Cao màn hình Quattro M2002 và ổ cứng trên đây sẽ gắn được tới hai ổ cứng mình đang gắn vô. Một ổ cứng thứ nhất là ổ cứng là NVMe và đó là 512GB. Và ổ cứng thứ hai đó chính là ổ cứng là SSD 2TB hay còn gọi là 2000GB. Thì đây là hôm nay mình review dòng máy này lên, mình gửi cho một vị khách. Và vị khách đó chính là anh Tuấn ở Bình Dương. Đây thưa các bạn, anh Tuấn ở Bình Dương ha. Đó, thì anh đây là anh có yêu cầu, đó anh có chuyển khoản trước luôn nè. Đây thưa các bạn, đấy chưa, với 20 mấy triệu nè. Đó, và anh có chuyển khoản trước và mình sẽ, anh yêu cầu là Nhất Vlog gửi về cho anh. Anh đang ở thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Đây ha, thưa các bạn. Và hôm nay mình sẽ review dòng máy này lên để mời chúng ta sẽ cùng xem. Và cái nữa là mình sẽ gửi về cho anh Tuấn, mong rằng chắc là có thể ngày mai anh sẽ nhận được. Đó, nhanh là ngày mai, bây giờ là buổi tối rồi các bạn. Thì đây chính là dòng Dell Precision và 7520. Thì cái máy này nó sẽ có những cái gì nổi trội và mình sẽ mở bên trong để chúng ta sẽ cùng xem. Thưa các bạn, đây là một dòng máy và có vân carbon, thấy chưa? Có vân carbon nè, logo màu đen nè. Đó, vân carbon trên đây. Và trên đây là coi như là chúng ta nhìn thấy là rất là chắc chắn. Dưới cái lớp vân carbon này sẽ là nhôm magie. Xung quanh đây, các bạn nhìn thấy những cái cổng kết nối trên đây nè. Toàn bộ bên đây đều là hợp kim nè và có sắt khắc cái giống như chăng cái vát kim cương nè các bạn. Thấy không? Rất là ống ánh. Rất nhiều cổng luôn các bạn. Cổng USB 3.0, cổng mini, cổng này gọi là cổng là mini đây ha. HDMI xuất ra 4K. Và cổng đây là cổng là USB-C hay gọi là USB 3.1, hay còn gọi nữa là chúng ta nhìn thấy tốc độ đọc ghi lên tới là 40GB. Và cái này có thể xuất ra được là NGPU ha. Thì cái này chúng ta nhìn thấy trên đây. Đây, chúng ta nhìn thấy về ngoại hình bên đây. Những cái vị trí này nè, đây là hốc tản nhiệt. Các bạn thấy hốc tản nhiệt không? Hai luồng gió hốc tản nhiệt sẽ nằm hai bên. Một bên dành, nói chung là nó sẽ gọi là đua fan, đua và coi như là đua về như là ống trên đó luôn. Đó, đua fan, đua tản nhiệt trên đây ha. Và các bạn xin thấy trên đây, nó sẽ có cổng len gigabit. Máy nhìn rất là chắc chắn. Đây là hợp kim. Đó. Đúc nghe các bạn, nguyên khối. Và đây, chúng ta nhìn thấy trên đây hai ba cổng. Và ba cổng này chính là ba cổng là USB 3.0. Thấy chưa? Rồi bây giờ mình sẽ mở ra bên trong và chúng ta sẽ cùng xem nha. Đây thưa các bạn, đây là phía bên trong đây. Đó, mình lật vào sau. Máy này có license của Windows nè. Đó, và đây là chính là Dell Precision 7520 ha. Các bạn thấy không? Đây là mình gửi về cho một vị khách. Đó, và mình review máy này lên để cho anh coi. Thật sự là anh cũng đã chuyển hết toàn bộ số tiền đây cho bên Nhất Vlog. Đó. Và cái nữa là anh rất tin tưởng, mặc dù là giữa Nhất Vlog và anh thì cũng chắc anh chỉ biết Nhất Vlog thông qua trên đây thôi. Thì anh cũng coi như là tin tưởng và là ủng hộ. Thì không có lý do gì mà mình làm mất niềm tin của khách hàng mà đã đặt niềm tin cho bên Nhất Vlog được. Thì đây, mình sẽ mở về phía bên trong để mời chúng ta cũng xem. Thưa các bạn, về pin nè. Pin này nhắc lên nè, thấy không? Pin này đang là 72W nè, quá sinh giờ nè. Đó, pin zin ha, zin theo máy, khá là tốt. Và đối với dòng máy này, chúng ta nhìn thấy trên đây có license của Windows nè, thấy chưa? Và phía bên trong, thưa các bạn nhìn thấy về phía bên trong đây,
đây là mình tháo ra nè. Thì đây sẽ có về vị trí gắn về cạc 4G nè. Đây là Wi-Fi chuẩn AC nè, một trong những chuẩn Wi-Fi gần như là mới nhất hiện nay sau Wi-Fi 6. Cái fan nè khá là mới, khá là đẹp luôn các bạn. Thấy chưa? Đây là hai fan. Đây gọi là dual fan ha, dual ống đồng và 4 cái RAM cho các bạn. Ở đây là các bạn nhìn thấy RAM, mặc dù đây là không có một cái thanh RAM hết, nhưng mà RAM đang hiện tại là 16GB. Lý do là gắn được dưới bàn phím á, nó tới 4 khe RAM, 4 khe RAM, 2 khe. Đó. Chúng ta gắn được tối đa là 16 16 là 16 16, tổng cộng là 4, 16 x 4 là 64GB. Ổ cứng đây là ổ cứng là NVMe và 512GB. 512GB nha các bạn. Đó, các bạn có thể gắn được là 1T, 2T. Trên đây đều được hết. Và đối với đây vị trí, đây là vị trí ổ cứng SSD. Đó, SSD đây. Thì đối với ổ cứng SSD này mình cũng đang gắn về cho một vị khách. Khách yêu cầu là gắn thêm cái ổ cứng này. Đây. Và ổ cứng này đang là ổ cứng là 2T. Hay gọi là 2000GB. Đây thưa các bạn. Chúng ta muốn gắn được, các bạn tháo ra nè. Tháo ra đẩy là 1 nè, 2 nè, 3 4 nè, 4 ngóc nè. Thấy chưa? Chúng ta nhấc ra. Thấy chưa? Trên đây. Thì đây là chính là ổ cứng Samsung. Ổ cái này bên Phong Vũ thì đang bán là giá tới 6 triệu mấy các bạn. 8 triệu mấy chứ, gần 9 triệu. Đây. Và bây giờ hiện tại là trên ổ cứng này, bây giờ mình sẽ ráp vào nè. Ổ cứng 2T, đây ổ cứng 512. Tổng cộng trên đây chúng ta nhìn thấy là ổ cứng gắn lên tới là đang gắn là 2T rưỡi. Đó. Một cái máy được coi là nguyên zin, và chúng ta nhìn thấy đây là cặp loa nè. Qua đây loa nè. Máy nguyên zin nè các bạn, rất là đẹp. Trên đây. Thì mong rằng clip này anh sẽ nhận được, anh sẽ hài lòng. Trên đây ha các bạn. Thực sự đây là anh cũng đã rất là tin tưởng, và anh đã hỏi và coi như là ủng hộ và chuyển khoản cho Nhất Vlog toàn bộ số tiền. Anh đặt niềm tin vào hết tất cả về Nhất Vlog trên đây. Thì mình cũng coi như là niềm tin của mình thì mình cũng không để mất niềm tin. Thực sự đây là mình đã review những cái gì thực tế nhất và gửi về cho anh. Đó. Và đây clip ở đây thì các bạn nhìn thấy rồi, dòng máy và máy chạm. Đã là máy chạm thì coi như là máy rất là bền. Và lần đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy là trên về máy và có về những cái dòng máy chạm nè, có về cảm ứng nè, rất là tuyệt vời đúng không? Thưa các bạn, đây về bàn phím. Bàn phím thì độ nhô của bàn phím nè khá là cao. Thấy chưa? Và những cái phím này chúng ta nhìn thấy trên đây rất là tuyệt vời luôn các bạn. Thấy không? Máy rất là đẹp. Bàn phím rất đẹp ha. Đó, tốt bét nè. Thấy chưa? Và đây là Coi 7 Gen 7 7TH. Đây là webcam. Webcam nha các bạn, hai cái mic hai bên. Đó. Đây là chế độ OBS trên đây. Và dòng máy này các bạn xin thấy trên đây nè, nó sẽ ngửa ra được trên là 180 độ như thế này. Rất là chắc chắn. Với trọng lượng là coi như là cái nhược điểm được cái dòng máy. Nhược điểm dòng máy là coi như là trọng lượng lên tới là 2kg. Và 2kg như thế này thì rất nhiều bạn coi như là ôi sao máy này nặng quá, máy này to quá. Nhưng thực sự là sao các bạn? Xét về đồ họa, xử lý về đồ họa là mạnh mẽ, thì chắc chắn đối với về như là chúng ta nhìn thấy trọng lượng như này, nó sẽ là phù hợp đối với chúng ta. Coi như là cũng không có lý do gì, xử lý nhanh mà, đúng không? Rồi về đây là sạc của máy. Sạc của máy thì các bạn nhìn thấy là sạc pin nè. Với một sạc là 180W. Đó, slim. Thấy chưa? 180W ha. Và sạc máy này thì chúng ta nhìn thấy về máy chạm mà chúng ta cắm sạc cho trước và mới ghim vào đây. Thấy chưa? Và với dòng máy này sẽ có về cổng Type-C trên đây luôn. Đó. Đó là về những cái mà mình đang muốn review và mình gửi gắm về cho một vị khách hàng. Khách hàng đã đặt hết niềm tin vào cho bên Nhất Vlog. Thì mong rằng trên clip này anh sẽ nhận được và có phản hồi tích cực trên đây. Thì thưa các bạn, đây là về cái màn hình đây. Đó. Và màn hình thì các bạn nhìn thấy về cấu hình của máy nó sẽ như thế nào. Hồi nãy mình chỉ nói sơ sơ thôi, nhưng bây giờ mình sẽ mở lên hết. Đó, độ phân giải màn hình nè. Màn hình đang là Full HD, chúng ta nhấp vào đây nè, giữ ở đây nè, thấy không? Và chúng ta là chọn display nè. Trên đây chúng ta nhìn thấy là kéo lên nè. À, độ phân giải màn hình đâu? Trên đây. Đây ha. Display nè. Đây là độ phân giải là màn hình là Full HD 1920x1080 với tấm nền IPS. Cho phép chúng ta ngửa ra như thế này, chúng ta vẫn nhìn thấy hình ảnh rất là trung thực, rất là đẹp, độ sáng rất là cao. Về màn hình cảm ứng nha các bạn. Cảm ứng thường thường màn hình rất là cao.
Và với cấu hình của máy này, đấy DAG nè, thì thực tại về máy này thì coi như là cấu hình quá khủng luôn các bạn. Đây là Core i7 7920HQ, 3GB và ổ tu lên tới là 4GB. Đó, RAM 16GB. Chúng ta có thể gánh được tối đa trên đây là tối đa nha, thì mình nói tối đa là 64GB RAM. Đó. Và card màn hình thứ nhất là HD Graphics 630. Card này đang share lên 8GB. Card màn hình thứ hai đó chính là HD Graphics Quadro M2002. Và đối với card màn hình này cho phép xử lý về đồ họa rất là mạnh mẽ, rất là nhanh. Và coi như là chúng ta dùng để render, dựng phim 4K được hết. Đó, card này share lên tới 12GB. Và trên card màn hình như thế này, các bạn nhìn thấy về như là đối với cấu hình và với ổ cứng. Ổ cứng hôm nay mình sẽ review đây, CPU đây. 7920HQ, RAM 16GB. Và đây là coi như là chúng ta trên này ha. Ổ cứng SSD 860 RevoQuery VO ha, 2T. Và đối với ổ cứng này chúng ta nhìn thấy trên hiện tại trên Phong Vũ thì chắc giá còn rất là cao rồi các bạn. Và trên đây nữa chúng ta nhìn thấy ổ cứng nữa là SSD NVMe 512GB, tốc độ đọc ghi coi như là khá là cao, tốc lên rất là nhanh. Đó, Wi-Fi là chuẩn AC8265, GPU HD Graphics 630. Và thêm một cái GPU đây là chúng ta nhìn thấy là cái card này 4GB nè, cho phép xử lý là cộng lên xe 8GB nữa, tổng cộng là 12GB. Xử lý rất là tốt các bạn. Đó, thì nhắc về dòng đồ họa, render và cấu hình như thế này thì đây là một trong những dòng máy mà coi như là rất là tuyệt vời. Và có những ai về như là thắc mắc, chúng ta cần giải đáp về dòng máy như thế này, các bạn có thể là liên hệ 0922 422 42 hoặc địa chỉ là 159 Nguyễn Thế Sơn, phường 4 Gò Vấp ạ. Zalo của mình cũng là số 0922 422 42 ha. Các bạn có thể kết bạn Zalo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại chúng ta ở những clip tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Bye bye các bạn. Thì đây bây giờ mình sẽ đi giao cho một vị khách đây. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.